Quang Vũ và Kiều Trâm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đang xem chương trình tin tức News at Night của Đài Truyền hình Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 23 tháng 10 năm 2013. Và mở đầu xin mời quý vị đến với phần tin thời tiết của ngày hôm nay. Thưa quý vị, tại thành phố Houston, tin thời tiết cho biết vào tối hôm nay trời trong, gió nhẹ thay đổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Nhiệt độ thấp nhất trung bình buổi tối sẽ vào khoảng là 56 độ, dự báo trời sẽ không có mưa. Ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trung bình vào khoảng 84 độ, và buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất vào khoảng 57 độ. Ngày trời trong, dự báo cũng sẽ không có mưa. Tối trời se lạnh và lặng gió. Mặt trời sẽ mọc vào lúc 7 giờ 39 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 44 phút tối. Và nối tiếp là phần tin thời tiết ở tại khu vực Dallas. Kính thưa quý vị khán giả, khu vực Dallas buổi tối ngày hôm nay bầu trời trong, gió nhẹ theo hướng nam tây nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Nhiệt độ thấp nhất buổi tối trung bình vào khoảng 55 độ và sẽ không có mưa cho buổi tối ngày hôm nay. Bước sang ngày mai ngày thứ Năm thì nhiệt độ cao nhất tại khu vực Dallas vào khoảng 79 độ. Buổi tối nhiệt độ sẽ xuống thấp vào khoảng 51 độ, trời trong, gió nhẹ theo hướng đông bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Theo như dự báo thì sẽ không có mưa cho ngày mai tại Dallas và mặt trời sẽ mọc vào lúc 7 giờ 39 phút sáng cũng như lặn vào lúc 6 giờ 44 phút tối. Qua đến khu vực thành phố San Jose. Thưa quý vị, San Jose vào tối nay trời có một ít mây và sương mù xuất hiện vào lúc nửa đêm. Nhiệt độ thấp nhất trung bình vào khoảng 51 độ, gió tây từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, trời sẽ không có mưa. Ngày mai thứ Năm, nhiệt độ cao nhất trung bình vào khoảng 72 độ, ban ngày đẹp trời với khí hậu mát mẻ, buổi tối trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất buổi tối trung bình là 50 độ, gió từ hướng tây tây bắc thay đổi từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Mặt trời xám lọc mọc vào lúc 7 giờ 25 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 18 phút tối. Thưa quý vị, trở lại với chương trình tin tức News at Night sẽ là phần tin thế giới và tin Việt Nam. Mở đầu với một bản tin thế giới chi tiết, chúng tôi xin phép được gửi đến quý vị với Kiều Trâm. Kiều Trâm xin phép được mở đầu trong những bản tin thế giới. Thưa quý vị, đảng đối lập của Cambodia đã phản đối kết quả bầu cử. Đảng đối lập của Cambodia đã tổ chức một cuộc biểu tình vào thứ Tư ngày 23 tháng 10 để phản đối kết quả của bầu cử quốc gia vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo hãng tin AFP, là đảng đối lập của quốc Cambodia là CNRP đã tuyên bố cuộc biểu tình sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày. Cuộc biểu tình phi bạo lực do CNRP tổ chức với sự tham gia của hơn 20.000 người để đòi công lý cho các cử tri do vụ sai phạm bầu cử, theo như CNRP đã tuyên bố. Trước đó vào tháng 7, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã tuyên bố rằng Thủ tướng Hun Sen đã chiến thắng trong cuộc bầu cử với 68 số ghế trong Quốc hội, so với là 55 ghế của đảng đối lập của quốc Cambodia, do ông Sam Rainey lãnh đạo. Theo dự trù, thì những người biểu tình sẽ diễn hành cho đến các khu vực tọa lạc của các tòa đại sứ ngoại quốc vào thứ Năm ngày 24 tháng 10. Sự kiện này xảy ra vừa đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 22 Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết. Và nối tiếp là một bản tin cho biết là Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành hội đàm về việc tranh chấp biên giới. Thưa quý vị khán giả, truyền thông quốc tế cho biết là Thủ tướng của Ấn Độ, ông Manmohan Singh, đã hội kiến với Chủ tịch của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình vào ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 10, trong chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày của ông ở Bắc Kinh. Được biết trước đó, thì Thủ tướng của Trung Quốc là ông Lý Khắc Cường và Thủ tướng của Ấn Độ đã chứng kiến một lễ ký kết 9 thỏa thuận tại thủ đô Bắc Kinh, nhằm mục đích là tăng cường mối quan hệ song phương. Những thỏa thuận nêu trên bao gồm việc hợp tác an ninh biên giới và thỏa thuận giao thông xuyên các dòng sông nằm gần biên giới và giao thông trên bộ của hai quốc gia. Hiệp ước về hợp tác quốc phòng biên giới được các nhà ngoại giao đã thúc đẩy thảo luận thông qua trước thềm chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày của ông Singh đến Trung Quốc. Đây được xem là một bước quan trọng để hai quốc gia láng giềng này tìm ra một biện pháp nhằm phá vỡ thế bế tắc đã kéo dài trong nhiều thập niên vừa qua trong mối quan hệ ngoại giao song phương. Ông Lý cho hay là ông tin tưởng rằng cả hai quốc gia này sẽ giải quyết được những tranh chấp về biên giới bằng các biện pháp ôn hòa. Theo như lịch trình, thì Thủ tướng của Ấn Độ là ông Manmohan Singh đến thủ đô Bắc Kinh từ ngày thứ Ba vừa qua và sẽ kết thúc chuyến công du của ông vào ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 10. Cháy rừng tại Úc đã có dấu hiệu suy giảm. Có hơn 2.000 lính cứu hỏa của Úc vẫn đang phải vật lộn với vụ cháy rừng tại các khu vực xung quanh của thành phố Sydney vào hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 10. Mặc dù là nạn cháy rừng tại một số khu vực đã có dấu hiệu suy giảm, tuy nhiên thì tại khu vực là Blue Mountain, thuộc mạn tây của thành phố Sydney thì vẫn đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề vì một số đám cháy vẫn còn đang hoành hành dữ dội và nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan cứu hỏa của quốc gia này. Hiện thì đã có vào khoảng 60 đám cháy khắp bang New South Wales. Thống kê về thiệt mạng tính cho đến thời điểm này đã cho thấy
hơn 200 ngôi nhà đã bị phá hủy. Một người đàn ông đã bị thiệt mạng đang trong lúc cố gắng bảo vệ ngôi nhà của mình. Vào tối nay thứ Tư ngày 3 tháng 10, chỉ huy lực lượng cứu hỏa nông thôn là Shane Fitzsimpson đã thông báo người dân trong vùng Blue Mountain đã có thể trở về nhà. Tuy nhiên, thì giới hữu trách lãnh đạo tiểu bang New South Wales là ông Barry O'Farrell đã cảnh báo rằng tình hình vẫn có thể thay đổi và trở nên xấu đi. Vì vậy, tất cả cư dân cần phải thận trọng. Nạn cháy rừng đã thiêu hủy hơn 300.000 mẫu rừng và khu vực xung quanh với chu vi vào khoảng 990 dặm. Nhật Bản và Nam Hàn lại mâu thuẫn vì chủ quyền. Thưa quý vị khán giả, Bộ Ngoại giao của Nam Hàn đã triệu tập đại sứ của Nhật Bản vào ngày thứ Tư ngày 23 tháng 10 để phản đối một đoạn video có liên quan đến vấn đề tranh chấp một quần đảo vốn được gọi là Dokdo theo tiếng của Nam Hàn và Takeshima theo lối gọi của Nhật Bản. Bộ Ngoại giao của Nam Hàn đã gửi văn bản đến tòa đại sứ của Nhật Bản vì đoạn video được đăng tải trên mạng Internet tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp nêu trên. Theo đó, thì đoạn phim kéo dài 87 giây do Bộ Ngoại giao Nhật Bản sản xuất và đăng tải trên YouTube vào ngày 16 tháng 10 vừa qua. Show cũng khẳng định rằng đây là một hành động khiêu khích và yêu cầu Nhật Bản phải xóa đoạn phim ngay lập tức. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nam Hàn là Cho Tae-yong đã khẳng định chính phủ Seoul đã phản đối hành động của Nhật Bản và có thể gây phương hại đến chủ quyền của Nam Hàn tại quần đảo Dokdo. Bản tin Yonhap cho hay rằng, Nam Hàn cũng đã công bố một đoạn video kéo dài 12 phút trên YouTube để đưa ra những chứng cứ về lịch sử và địa lý cho thấy Dokdo thuộc về chủ quyền của họ. Tiếp đến là những bản tin có liên quan đến Việt Nam. Tòa án Cộng sản Việt Nam tại Nghệ An đã kết án tù hai giáo dân ở xứ Mỹ In. Theo tin tức từ đài BBC, thì hai giáo dân bị tòa án tỉnh Nghệ An kết án tù về tội gây rối trật tự nơi công cộng trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 23 tháng 10. Theo đó, thì ông Ngô Văn Khởi bị phạt 7 tháng tù và ông Nguyễn Văn Hải là 6 tháng tù. Hai ông Khởi và ông Hải là nhân vật trung tâm trong hàng loạt các sự kiện đối đầu và xô xát nhau vừa qua giữa chính quyền và giáo dân ở giáo xứ Mỹ In thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Vụ bắt giữ hai giáo dân nêu trên cũng đã châm ngòi cho những cuộc đàn áp giáo dân sau đó, khi giáo dân yêu cầu chính quyền phải thả hai ông Khởi và ông Hải vào các ngày là 30 tháng 8, ngày 3 tháng 9 và ngày 4 tháng 9 năm 2013, mà chính quyền mặc dù đã hứa nhưng đã không giữ lời. Đức Tổng Giám mục của giáo phận Vinh là Phaolô Nguyễn Thái Hợp và giáo dân tại xứ Mỹ In đã cáo buộc chính quyền không giữ lời hứa và đàn áp một cách dã man các tín đồ Công giáo tại nơi đây. Bộ Y tế Việt Nam đã lên tiếng về vụ bác sĩ ném xác bệnh nhân tử vong xuống sông Hồng. Thưa quý vị khán giả, Bộ Y tế Việt Nam đã có những phản ứng đầu tiên trước hành động của bác sĩ thẩm mỹ có tên là Nguyễn Mạnh Tường, 40 tuổi, đã ném xác một nữ bệnh nhân tử vong xuống sông Hồng để phi tang. Sau khi bệnh nhân này được phẫu thuật hút mỡ bụng và nâng ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cát Tường ở Hà Nội do chính ông ta làm chủ. Sự kiện này đã gây chấn động trong dư luận trong và ngoài nước. Điều đáng nói là bác sĩ Tường là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội, một bệnh viện công ở hàng đầu Việt Nam dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam. Theo như thông tin trên trang web của Bộ Y tế Việt Nam, vào lúc 7 giờ tối ngày 22 tháng 10, Bộ Y tế Việt Nam đã có cuộc họp khẩn cấp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên. Sau cuộc họp này, một bản tuyên cáo đã được đưa ra với nội dung như sau. Bộ Y tế hết sức bất bình và lên án hành động không thể chấp nhận được của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và chia sẻ mất mát của gia đình nạn nhân. Bộ Y tế cũng cho biết là họ sẽ có công văn đề nghị chính quyền thanh tra các cơ sở thẩm mỹ trên toàn quốc. Trước đó thì trong một công văn hỏa tốc khác, bà Xuyên đã xác minh bác sĩ Tường hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ mà không có bằng cấp chuyên môn và giấy tờ hợp lệ. Hiện thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn chưa đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào về vụ việc nêu trên, tuy là đã có rất nhiều lời chỉ trích nhắm vào bà này, thưa quý vị. Hai bé trai đã bị sát hại một cách dã man. Theo tin tức từ báo chí quốc nội loan tải, vào sáng ngày 1 tháng 10, thì em Hà Văn Cường, 15 tuổi, từ nhà ra trò rẫy của gia đình nằm cách biệt tại khu vực vắng vẻ xã Yêu Hắc Ao và huyện Yêu Hắc Leo, thì phát hiện hai em trai là Hà Phú Quý, 13 tuổi và Hà Cao Nguyên, 10 tuổi, nằm bất động bên vũng máu giữa nhà. Nghe tiếng kêu khóc của Cường, người dân gần đó đã chạy qua giúp đỡ và phát hiện hai bé trai này đã bị tử vong. Gia đình các nạn nhân cho biết là hai bé Quý và Nguyên ra trò rẫy ngủ với mẹ từ tối ngày hôm trước. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 21 tháng 10, mẹ các em ra chợ buôn bán nên về nhà gọi Cường ra trò trông coi các em. Khi Cường đến nơi thì phát hiện các em đã bị sát hại. Cảnh sát điều tra huyện Yêu Leo, tỉnh Đắk Lắk đã nói rằng họ đã loại trừ yếu tố sát nhân cấp của bởi vì gia đình anh Hà Văn Thiết là 35 tuổi, cha các cháu bé, là một gia đình nghèo, không có tài sản đáng giá. Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy là hai cháu bé đều bị một vật cứng đánh vào đầu. Trong đó thì bé Quý bị 3 vết thương và cháu Nguyên có đến 7 vết thương tích trên đầu.
cảnh sát đã tìm được một cây cuốc chim nằm cách hiện trường vào khoảng 10 mét mà họ nghi là hung khí dùng để sát hại các cháu bé này. Các giới chức cũng đang thẩm vấn một số nhân chứng để truy tìm ra hung thủ. Và nối tiếp là một bản tin có liên quan đến thể thao Việt Nam. Việt Nam vô địch giải túc cầu quốc tế trong độ tuổi 21. Thưa quý vị khán giả, theo tin tức từ truyền thông trong nước thì trước lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nhiệt tình của hơn 10.000 khán giả tại Ninh Thuận, đội tuyển túc cầu trong độ tuổi 21 của Việt Nam mà báo chí gọi là U21 đã thi đấu một cách nỗ lực và đăng quang sau khi vượt qua đối thủ 21 Sydney sau một loạt đá phạt đền chung cuộc với tỷ số là 4-1. Được biết trước đó thì ở vòng loại tranh tài bảng ngoài, U21 Việt Nam đã từng thua đậm U21 Sydney với tỷ số là 0-4. Giới hâm mộ túc cầu Việt Nam vì thế mà kỳ vọng rằng trận chung kết tái ngộ vào tối nay ngày 23 tháng 10 và cầu thủ chủ nhà sẽ đá hay hơn để trả món nợ đã vay. U21 Việt Nam đã không làm phụ niềm mong mỏi đó khi xuất sắc lội ngược dòng để giành chức vô địch. Diễn tiến của trận đấu này cho thấy, do đã hiểu rõ nhau, hai đội thi đấu thăm dò ở những giây phút đầu, U21 Việt Nam đã sử dụng chiến thuật bật tường để tận dụng điểm mạnh về kỹ thuật. U21 của Sydney thì tìm cách tấn công với những đường truyền dài, tận dụng tốc độ và sức lực để thủng lưới đối phương. Và thưa quý vị, hai đội đã ngang ngửa trong phần lớn thời gian vào hiệp 1. Nhưng đến phút 44, từ đường truyền dài của đối phương thì hậu vệ U21 Việt Nam đã đá bóng rơi ra, kèm người không chặt để bóng đến chân cầu thủ là Joshua McDonald. Anh đã thoải mái tung cú sút căng trong vòng cấm địa mở tỷ số cho trận đấu. Sau bàn thua thì huấn luyện viên là Đinh Văn Dũng đã liên tục tiền đạo Đình Bảo vào sân thay cho Văn Thành. Sự hiện diện của cầu thủ này đã giúp cho hàng tiền đạo Việt Nam đá hay hơn trong vào hiệp 2. Cho đến phút 64, từ đường truyền dài của đồng đội thì Đình Bảo đã thoát xuống hạ gục thủ môn đội U21 của Sydney và cân bằng tỷ số là 1-1. Cả hai đội đã thi đấu kịch lực và xuất sắc ở khoảng thời gian còn lại của hiệp 2 nhưng vẫn bất phân thắng bại, hòa nhau 1-1. Theo quy định của giải túc cầu U21 thì hai đội bước vào loạt sút phạt đền luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, thủ môn là Văn Công đã xuất sắc đẩy được một quả bóng của đối phương ra ngoài khung thành và thêm một lần nữa may mắn khi mà sàng ngang đã cứu nguy cho khung thành của đội tuyển U21 Việt Nam, đưa đến chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 4-1 và U21 Việt Nam đã trở nên lên ngôi vô địch. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin thế giới và tin Việt Nam. Sau vài thông tin thương mại bảo trợ cho Việt TV, Kiều Trâm và Quang Vũ sẽ quay trở lại trong phần tin đời sống và tin giải trí.